Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube chính thức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngày 14 tháng 5, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Cá nhân này vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức Đảng và các cá nhân nêu trên. Theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Mai Tiến Dũng. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Trước đó, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Ngày 30 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện thủ tục tố tụng theo đúng quy định. Ngày 14 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc. Tập thể này thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016. 2021 có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án gói thầu liên quan đến công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, hệ sinh thái AIC, công ty cổ phần tập đoàn FLC và tại một số dự án sử dụng đất, gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản của nhà nước, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất trong đảng, trong công tác cán bộ, giảm suốt sức chiến đấu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc. Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định, Ban Thường vụ, trực tiếp là Thường trực tỉnh ủy, để doanh nghiệp lũng đoạn, chi phối, can thiệp sâu vào các hoạt động kinh tế, xã hội và công tác cán bộ. Thường trực tỉnh ủy mất đoàn kết nghiêm trọng. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực, nhận hối lộ, bị kỷ luật, xử lý hình sự, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Theo Bộ Chính trị Ban Bí Thư, ông Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Khước còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Bộ Chính trị căn cứ và quy định và những vi phạm nêu trên, quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khước. Ngoài ra, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Lê Tuấn Hồng, nguyên tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh và ông Hồ Văn Điềm, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Đảng đoàn, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai bộ chính trị ban bí thư nhận thấy hai cán bộ này đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền địa phương cơ quan nhà nước căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả Nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên. Theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các ông Lê Tuấn Hồng và Hồ Văn Điềm. Ngày 14 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Phạm Thái Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Phạm Thái Hà cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Ban bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng với ông Phạm Thái Hà. Trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam ông phạm thái hà phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội trợ lý ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi quyết định khởi tố nêu trên nằm trong quá trình bộ công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn thuận an và các đơn vị tổ chức có liên quan sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở nơi làm việc của ông phạm thái hà liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn thuận an trước đó bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn duy hưng chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ ngoài ra bộ công an còn khởi tố bị can bắt tạm giam trần anh quang tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội đưa hối lộ nguyễn khắc mẫn phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Cũng theo tin từ Bộ Công an, Nguyễn Văn Thạo, giám đốc và Đàm Văn Cường, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cùng bị khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang bị khởi tố, bắt giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mới đây, ngày 1 tháng 5, bí thư tỉnh ủy bắc giang dương văn thái bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ